chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 120 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Kim Chiến Dịch cảm thấy khó tin vì những gì đang xảy ra trước mắt. Hắn ngỡ ngàng đưa tay ra, hướng về phía Ngũ Hành Hoàn mà sờ soạng. Nếu như là người khác làm ra động tác như vậy, Hà Nhất Minh chắc chắn sẽ chặt bỏ đi cánh tay của đối phương. Nhưng mà đây lại là Kim Chiến Dịch, người mà từ bây giờ làm cho Hạ Nhất Minh tin tưởng. Cho nên hắn cũng không làm ra bất cứ tổn thương gì với đối phương, hay muốn thu lại Ngũ Hành Hoàn. Sau khi Kim Chiến Dịch chạm tay vào Ngũ Hành Hoàn, cảm nhận được sự chân thật của nó, lúc đó hắn mới tin tất cả những lời Hạ Nhất Minh nói. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt xuất hiện một tia dị sắc. Tiểu tử hay thật, ngươi là như thế nào mà làm được? Hạ Nhất Minh gãi gãi đỉnh đầu, hắn suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục thành thật mà nói, ta không biết. Hắn quả thật không biết. Hắn lúc đầu cũng chỉ dự định dùng hết khả năng đem Ngũ Hành Hoàn sương mù hóa thôi, không nghĩ tới chỉ cần bế quan thêm 10 ngày thời gian lại đem Ngũ Hành Hoàn chuyện để luyện hóa thành chính mình một thần thân thể. 10 ngày đối với hắn mà nói giống như một giấc mộng, một giấc mộng tuyệt vời nhất thế gian, thậm chí hắn còn không muốn thoát ra khỏi nó. Nhưng mà tại sao lại sinh ra cõi mộng thần kỳ như vậy, hắn thật sự cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ. Mặc dù hắn biết việc này cùng thể chất của hắn đặc biệt có quan hệ mật thiết, nhưng ở trong đoạn thời gian đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn hoàn toàn không nắm rõ. Thấy được sự khó hiểu của chính Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch đáng tiếc lắc đầu. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một cái, hơi có vẻ xấu hổ nói, có lẽ cùng Quỷ Khốc Lĩnh có quan hệ. Kim Chiến Dịch càng trở nên mơ hồ. Hắn cũng tiến qua Quỷ Khốc Lĩnh, tự nhiên hiểu bên trong sương mù ẩn chứa dày đặc thiên địa khí. Tuy nhiên hắn càng thêm hiểu những mảnh sương mù dày đặc đó nào có phải đơn giản như vẻ bề ngoài của chúng đâu. Trân trọng cả lúc này chính là một thí dụ tốt nhất cho sự nguy hiểm của Quỷ Khốc Lĩnh. Hắn tuy trọng thương nhưng vẫn toàn mạng được cứu ra, có lẽ đó chính là phúc phận của hắn rồi. Cho nên khi nghe Hạ Nhất Minh nói nguyên nhân là do bên trong Quỷ Khốc Lĩnh, hắn nhíu mày một cái rồi nói, quên đi, chờ một chút, chúng ta đi hỏi Hắc Tôn giả vậy, có lẽ lão nhân gia có thể cho chúng ta một cái giải thích. Hạ Nhất Minh lặng lẽ gật đầu. Hắc Đồng Tôn giả là Linh Tiêu Bảo Điện luyện đan sư, đã luyện ra viên đan dược chống đỡ âm sát khí có hiệu quả nhất, cho nên có lẽ đối với xương dày đặc ở trong Quỷ Khốc Lĩnh có một sự hiểu biết nhất định nào đó. Cẩn thận nhìn Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh nói, Kim huynh, tiểu đệ đã trở về rồi, như vậy ngươi cũng có thể bế quan tu luyện đi thôi. Kim Chiến Dịch cao giọng cười nói, đương nhiên, nhưng bây giờ không phải lúc. Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ hỏi, vì sao? Kim Chiến Dịch nghiêm nét mặt nói, ta muốn bế quan, nhất định phải chọn ngày hoàng đạo thích hợp. Nhìn cách nói chuyện nguyên trang của hắn, Hạ Nhất Minh trong lòng thật sự có một chút cảm giác dở khóc dở cười. Lão Kim như thế nào lại là một kẻ mê tín dị đoan như thế? Sau một lát, Hạ Nhất Minh thu hồi bộ dáng tươi cười, lớn tiếng hỏi, Kim huynh, Trương huynh tình huống bây giờ như thế nào? Kim Chiến Dịch sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống, hắn thở dài một tiếng nói, thật sự là không tốt. Mặc dù Hạ Nhất Minh đã sớm có linh cảm, nhưng mà khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Kim Chiến Dịch, vẫn như cũ là tâm tình cũng trở nên nặng nề. Trương Sư Huynh sau khi được ta đem trở về, lập tức được đưa đến chỗ của Hắc Tôn giả. Hắc Tôn giả đích thân động thủ, mặc dù là thành công trục xuất đại bộ phận âm sát khí trong cơ thể hắn, nhưng vẫn có một chút âm khí lưu lại tại khu vực não và lực phủ ngũ tạng. Kim Chiến Dịch về mặt uy nghiêm lại nói tiếp, những nơi này đều là bộ vị yếu hại trong cơ thể, cho dù là Hắc Tôn giả cũng đành phải bó tay. Bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng đan dược để giúp kéo dài tính mạng của Trương Sư Huynh thôi, có thể đến phút cuối cùng sẽ không thể cứu được nữa. Kim Chiến Dịch chần chờ một chút, cuối cùng nói, chúng ta cũng chỉ cố hết sức đến mức đó mà thôi, việc còn lại đành phải nghe số trời.
Kim Chiến Dịch dường như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi: Hạ huynh, lần này thật sự là nhờ có người. Nếu như không phải ngươi nhận ra Trương Sơ huynh, như vậy hắn ngay cả cơ hội để mà được cứu chữa cũng không có. Hắc Tôn giả vì điều này vô cùng cảm kích ngươi. Hơn nữa dặn dò, một khi ngươi quay trở lại thì kêu ta dẫn ngươi đi lập lão nhân ra. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Hắc Tôn giả sao? Kim Chiến Dịch gật đầu rồi nói tiếp: Hắc Tôn giả chính là ân sư của Trương Sơ huynh. Lão nhân gia trong cuộc đời thu 5 người đệ tử, Trương Sơ huynh là người duy nhất đạt tới tam hoa cảnh giới, hơn nữa còn có hy vọng đạt được cấp bậc tôn giả. Do vậy mà được Hắc Tôn giả yêu mến và kỳ vọng cực cao, cho nên ông ta vô cùng cảm tạ người. Hạ Nhất Minh chợt cứng lưỡi, không thể tưởng tượng được Trương Trọng Cẩn và Hắc Tôn giả giữa hai người lại có một tầng quan hệ sâu xa như vậy. Hắn lập tức nói: Kim huynh, người không nên nói như thế. Ngươi và Hắc Tôn giả giúp đỡ ta chẳng lẽ còn ít sao? Nếu như không có các ngươi tìm cách cùng Vũ Vô Thường trao đổi, ta ngay cả 3 điểm lực lượng ở trong ngũ hành hoàn cũng sẽ không tìm thấy, càng không có khả năng lên cấp bậc tôn giả. Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười, nặng nề khẽ vỗ bả vai của Hạ Nhất Minh, rồi sau đó nói: Ít nói lời thừa đi, chúng ta hãy đi gặp lại Hắc Tôn giả. Hắn tiếp tục bổ thêm một câu: Ta phải biết, ngươi tại sao lại so với ta lại sớm hơn một bước tiến vào cấp bậc tôn giả. Đấy thực sự là một việc ngoài sức tưởng tượng của ta rồi. Nghe trong giọng nói của hắn có một chút bất bình, Hạ Nhất Minh chỉ yên lặng lắc đầu cười. Hai người lập tức hướng về phía bảo tháp mà đến. Bảo tháp chính là kiến trúc hùng vĩ nhất của Linh Tiêu Bảo Điện, cũng là nơi quan trọng nhất. Người bình thường tự nhiên không có khả năng tiến vào trong đó. Nhưng Kim Chiến Dịch lại bất đồng. Hắn chính là người danh khí vang dội nhất trong tất cả các thành thị, đặc biệt còn là đệ nhất nhân dĩ tôn giả. So với kẻ khác, thật sự thành danh hắn đã lên tới đỉnh điểm. Mà giờ khắc này hắn đã thành công xưng mổ hóa thần binh. Tin tức này càng được truyền đi khắp nơi. Tất cả mọi người đều biết Linh Tiêu Bảo Điện sắp sửa lại có nhiều thêm một vị tôn giả. Dưới thành danh và thực lực như thế, đừng nói là hắn mang đến một người tiến vào trong bảo tháp, thậm chí là 10 người tiến vào cũng không ai dám đứng trước mặt mà chất vấn hắn cả. Sau khi Kim Chiến Dịch tiến vào bảo tháp, tinh thần lập tức nghiêm túc lên rất nhiều. Hơn nữa việc đi lại cũng chậm rãi bước từ bước một. Ở nơi này xuất hiện một loại lực lượng thần bí, làm cho mỗi người khi bước vào đều cảm thấy uy năng cực lớn của nó. Mà lần thứ hai tiến vào bên trong bảo tháp, làm cho trong lòng Hạ Nhất Minh có một chút cảm giác khác thường. Hắn có thể cảm nhận được luồng lực lượng kỳ lạ bên trong đan điển của chính mình dường như cảm nhận được sự tồn tại của bảo tháp lực lượng, cho nên nó trở nên hoạt bát lên, đem tiên lực lượng của bảo tháp hấp thu lấy. Điếng người, đan điển của hắn thật sự xứng đáng là một ngôi mộ cho tất cả các loại lực lượng. Bất kể là loại lực lượng gì, chỉ cần tiến vào bên trong đan điển, lập tức sẽ hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà dù nguồn lực lượng của bảo tháp lẫn ngũ hành hoàn không có bị hòa tan, nhưng mà rất hiển nhiên, trong đan điển kỳ lạ đó, chúng lại tiến hành quá trình dung hợp lại. Điều làm cho Hạ Nhất Minh kinh hồn bạt vía đó là, sau khi tiên lực của bảo tháp được dung hợp lại, những tiên lực kế tiếp giống như không gặp một chút ngăn trở gì, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Nhưng do Hạ Nhất Minh khống chế việc hấp thu lại, cho nên việc tốc độ không qua mức khủng bố mà thôi. Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy những biến cố này hẳn là cùng với việc mình thăng cấp lên tôn giả có quan hệ. Lực lượng trong bảo tháp đối với hắn giống như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, hân hoan và cuồng nhiệt nhưng không bài xích. Cho dù là như thế, hắn tuy cũng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng không dám ở trước mặt Kim Chiến Dịch không kiêng nể mà hấp thụ lực lượng đó. Ở bảo tháp tầng thứ 10, Kim Chiến Dịch ngừng lại. Hắn đứng trước một cánh cửa lớn, nhẹ nhàng giật dây thừng bên cạnh rồi sau đó thả ra. Hạ Nhất Minh hai tay nhúc nhích, hắn mơ hồ nghe được tiếng chuông vang lên, chỉ là âm thanh tần số cực thấp, cho dù là hắn cũng chỉ cảm giác có lẽ là do huyễn thanh của chính mình. Sau một lát, cánh cửa phòng từ từ mở ra, âm thanh Hắc Tôn giả từ bên trong chuyển theo ra ngoài. Kim Sơ Điệt, người đã đến rồi sao? Phía sau là vị tôn giả thuộc môn phái nào? Không biết tìm lão phu có chuyện gì chăng? Mặc dù vẫn là âm thanh vang dội của Hắc lão giả, nhưng Hạ Nhất Minh lại nghe trong đó có cảm giác mệt mỏi và nản chí. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu vì lão nhân gia này là bởi vì Trương Trọng Cẩn mà lo lắng biết bao nhiêu đêm đây. Trương Trọng Cẩn là một trong 5 người trong hạng đệ tử có hy vọng lên cấp bậc tôn giả nhất, nhưng mà trong Quỷ Khốc Lĩnh lại xảy ra chuyện xui xẻo, làm cho tâm huyết của Hắc tôn giả như đổ sông đổ biển mà trôi đi hết. Dưới tình huống như vậy, Hắc Đồng nếu như còn có thể cao hứng,
đó mới gọi là kỳ quái. Hắc sư thúc, tiểu chất đem người mà ngài chỉ định mang tới. Kim Chiến Dịch khom người nghiêm nghị đáp. Lão phu chỉ định người. Hắc Đồng âm thanh cuối cùng hiện ra một chút kinh ngạc. Sau đó trong phòng, một bóng người xuất hiện đột ngột. Hắc Đồng cũng đã đứng ở trước mặt bọn họ. Nhìn vào Hạ Nhất Minh, ánh mắt Hắc Đồng chớp chớp liên tục. Hắn cuối cùng vững tin không phải mình bởi vì thương tâm quá độ mà nhìn hoa mắt. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Nhất Minh một lúc lâu, cuối cùng hỏi. Người bây giờ là cảnh giới nào? Hạ Nhất Minh nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Người này chỉ khẽ mỉm cười, với lại còn hướng về hắn mà nhún vai, ra bộ dáng ta không liên quan gì tới việc này. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn biết cho dù là mình giải thích, chỉ sợ khó làm cho vị lão nhân này tin được. Hắn rất dứt khoát đưa ra một cánh tay, ngũ ảnh hoàn sương mù hóa thành thực thể, quá trình này một lần nữa lại được biểu diễn ra. Hắc Đồng cuối cùng từ sự kích động tỉnh táo lại, mặt của hắn lộ ra một tia cười khổ, thì thào nói. Thần tích. Trong lòng hắn ý nghĩ vừa chuyển, đột nhiên hỏi thăm. Nhất Minh, ngươi dùng bao lâu thời gian luyện hóa thần binh? Hạ Nhất Minh do dự một chút, rốt cục nói ra sự thật. Tiền bối, vạn bối tổng cộng dùng 10 ngày thời gian. Hắc Đồng và Kim Chiến Dịch khuôn mặt đồng thời co rúm lại. Kim Chiến Dịch mặc dù sớm đã dự đoán được, nhưng mà khi nghe chính miệng Hạ Nhất Minh nói ra, vẫn làm cho hắn nhịn không được phải thốt lên kinh ngạc. Hắc Đồng nhìn Hạ Nhất Minh, trên mặt hắn sự kinh ngạc dần dần bị một loại vinh quang thay thế. 10 ngày. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Hạ Nhất Minh hướng về hắn cúi một cái thật sâu, sau đó nói, nếu không phải tiện bối và Kim huynh vì vãn bối chỉ bảo tận tình, vãn bối tuyệt không có cách nào thuận lợi bước lên một bước này. Hắn nói loại lời tuyệt đối là thật lòng thật dạ, tràn đầy cảm kích. Hắc tôn giả khẽ vung tay áo nói, cho dù lão phu không giúp ngươi, lấy năng lực của ngươi, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể đột phá được cực hạn. Đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, 10 năm thời gian chỉ giống như một cái nháy mắt, quả thực không đáng là gì cả. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, những lời nói của Hắc Đồng tuy là lời nói thật, nhưng mà đối với hắn mà nói, phần ân tình này cũng không thể nào vì thế mà bỏ qua được. Tiền bối, Trương huynh tình trạng vết thương như thế nào, có thể khôi phục lại không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Hắc Đồng nét cười trên mặt ngay lập tức tan biến không còn một mảnh, không che giấu được nỗi đau thương và bất lực. Có lẽ ở trong lòng của hắn đã đem Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch thật sự là phản bối của mình, cho nên ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không che giấu tình cảm của mình. Thở dài thật sâu, sau đó nói, Trọng Cẩn lần này bị thương quá nặng, với lại âm sát khí giống như một con đỉa bám dài không dứt. Hắc Đồng dường như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn trong đôi mắt hiện lên một tia đạo tinh mang. Sự biến đổi kỳ lạ của lão nhân gian này tự nhiên không thể giấu giếm được hai người Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch. Bọn họ lập tức hiểu Hắc lão dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Giống như trên con đường võ đạo, chỉ cần một chút xuất thần, một chút đốn ngộ cũng sẽ giúp cho con người đó đột phá cực hạn, một cước bước vào thiên đường. Mà lão nhân gia ông ta nếu như phát hiện ra được điều gì đó, có lẽ Trương Trọng Cẩn có thể cứu được. Hắc Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Nhất Minh, ngươi là như thế nào trong vòng 10 ngày luyện hóa thần binh? Kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe. Hạ Nhất Minh cũng không giấu giếm việc hắn tiến vào sương mù dày đặc bên trong, việc thu nhận thiên địa khí bổ sung lực lượng, hơn nữa dần dần luyện hóa thần binh, tất cả quá trình đều diễn tả lại một lần. Đương nhiên, đối với việc hắn có một đan điền kỳ lạ, điều đó tất nhiên là không thể lộ ra. Kim Chiến Dịch cũng là lần đầu tiên nghe Hạ Nhất Minh thuật lại, cả mắt của hắn phát sáng lấp lánh, dường như là có một chút tính toán, cũng muốn đi vào quỷ khốc lĩnh thử một chuyến. Hắc Đồng nhìn chăm chú vào Hạ Nhất Minh, đến khi hắn toàn bộ nói xong, trầm ngâm một chút, hỏi. Nhất Minh, dựa theo ngươi thuyết pháp, thời gian ngươi dừng lại ở trong quỷ khốc lĩnh không phải là trong vòng 1 tháng. Hạ Nhất Minh trong lòng bái phục, vì lão nhân gian này mặc dù tuổi cao, nhưng mà đầu óc lại không có một chút hồ đồ, bỗng chốc lại bắt được điểm quan trọng của vấn đề. Mặc dù Gabi đám người cũng nhìn ra vấn đề này, nhưng bọn họ lại là tận mắt nhìn thấy, mà Hắc Đồng lại vẹn vẹn là nghe hắn tự thuật chỉ một lần, đã tìm đến chỗ mấu chốt. Bởi vậy thấy rõ, vì lão nhân này tâm trí chứng thật là hơn sang người thường. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái nói, tiền bối nói không sai,
Vãn bối ở bên trong dừng lại thời gian, quả thật vượt qua 1 tháng. Kim Chiến Dịch hai con mắt mở to nhìn qua, ở trong mắt của hắn xuất hiện một sự kinh ngạc khó mà che giấu. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, Nhất Minh, ngươi phải chăng có phương pháp chống lại âm sát khí nhập thân thể? Lần này Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch đều đã hiểu ý của lão nhân ra. Nếu như là Hạ Nhất Minh thực sự có biện pháp chống lại âm sát khí, như vậy cũng không hẳn là không thể dùng cho Trương Trọng Cẩn. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, Tiền bối, nói thật, vãn bối cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà bên trong quỷ khốc lính, âm sát khí quả thật không tạo gây ra một trở ngại nào đối với vãn bối cả. Nếu như là những người khác nói như vậy, Hắc Đồng và Kim Chiến Dịch chắc chắn không tin. Nhưng mà lời này xuất phát ra từ Hạ Nhất Minh, cả hai không bàn mà giống nhau lựa chọn tin tưởng. Do dự một lúc lâu, Hắc Đồng nói, có lẽ cái này cùng với thể chất của ngươi có quan hệ đi. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, lão nhân gia, ông ta thật đúng là. Nói từ nãy tới giờ, rốt cuộc nguyên nhân mà Hắc Tôn giả nêu ra lại là do thể chất đặc biệt, mà việc tạo ra thể chất đặc biệt thì nguyên nhân rất nhiều. Nói chung tất cả là duyên không thể cầu. Đó chính là việc mà luyện dược sư không có cách nào tìm hiểu được. Hắc Đồng đột nhiên đi qua đi lại trong phòng, bước chân của hắn cũng không phải rất nhanh, nhưng hai người Hạ Nhất Minh đều nhận ra, nhìn hình dạng của lão nhân bây giờ đang mang một tâm trạng khá nặng nề. Cuối cùng hắn ngừng suy nghĩ, mặt hiện lên một sự kiên định nói, Nhất Minh, lão phu hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Hắc Đồng ánh mắt nhìn thẳng Hạ Nhất Minh, vô cùng nghiêm nghị nói, tiền bối có gì chỉ dạy? Hạ Nhất Minh thành tâm thành ý nói, vị lão nhân gia này đối với bản thân đã trợ giúp cực đại, với lại đối với hắn cũng tất cả đều xuất phát bằng tấm lòng, cho nên chỉ cần có một chút khả năng, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không từ chối yêu cầu của lão. Lão phu hy vọng. Hắc Đồng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, người giúp đỡ Trương Trọng Cẩn trục xuất âm khí ra. Hạ Nhất Minh mở miệng, sắc mặt của hắn cũng là uy nghiêm cực kỳ, nói, tiền bối, vãn bối tuyệt đối không phải muốn từ chối, nhưng mà ngay cả ngài cũng không cách nào trục xuất được âm sát khí, vãn bối làm sao có thể thành công. Hắc Đồng khẽ lắc đầu nói, Nhất Minh, nếu như là lão phu suy đoán không sai, âm sát khí trong quỷ khốc lính cho dù là xâm nhập bên trong cơ thể của ngươi cũng không có cách nào đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hạ Nhất Minh gật mạnh đầu, trong lòng của hắn cực kỳ bái phục suy đoán của lão nhân, nhưng lão nhân chắc chắn cũng không nghĩ ra âm sát khí sau khi tiến vào bên trong thân thể hắn ngay lập tức bị đan điền đồng hóa, không những đối với hắn không tạo thành tổn thương gì, ngược lại còn biến thành nguồn lực của chính Hạ Nhất Minh. Điểm này dù là lão nhân kinh nghiệm có cao minh cỡ nào đi chăng nữa cũng không có cách nào đoán ra được. Hắc Đồng vẻ mặt vẫn như cũ là uy nghiêm cực kỳ, sau đó nói, đã như vậy, lão phu xin ngươi đem âm sát khí trong người Trương Trọng Cẩn hút vào trong thân thể chính mình. Kim Chiến Dịch giữa đôi lông mày khẽ nhăn lại, hắn cố ý muốn nói cái gì đó nhưng từ đầu đến cuối đều không thể mở miệng. Mặc dù Hạ Nhất Minh thừa nhận âm sát khí trong quỷ khốc lính dường như không thể mang tổn thương đến cho hắn, nhưng nếu là thật sự đem âm khí của Trương Trọng Cẩn hút vào trong cơ thể, như vậy chỉ có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn ban đầu muốn khuyên can, nhưng vừa nghĩ tới dáng vẻ hôn mê bất tỉnh của Trương Sơ Huynh, lời khuyên can muốn nói mà không nói ra được. Hạ Nhất Minh hai hàng lông mày giãn ra, cười nói, thì ra là như thế, vãn bối vui lòng cống hiến sức lực. Hắn đối với đan điển có mạnh mẽ sự tin tưởng, bất kể là âm khí trong người Trương Trọng Cẩn có phát sinh biến gì đều không có khả năng mang đến một chút tổn thương nào cho hắn. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là hắn không hẳn có thể thành công đem toàn bộ âm sát khí hút đi ra. Hắc Đồng khuôn mặt hiện lên một vẻ kích động, hắn khẽ thở dài, Nhất Minh, Trọng Cẩn là tên đệ tử có tiền đồ nhất của lão phu, nếu như không phải không có biện pháp nào khác, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi phải mạo hiểm. Hạ Nhất Minh vội vàng nói, tiền bối, ngài nói quá lời rồi, đừng nói tới việc cùng ngài có quan hệ, cho dù là không biết ngài, vãn bối cùng Trương Sơ Huynh cũng là quen biết nhau mấy tháng, vì hắn chữa thương đó cũng chỉ là một việc đương nhiên mà thôi. Hắc Đồng ánh mắt xuất ra một tia cảm kích, nhưng mà nghĩ tới Hạ Nhất Minh là thiên chỉ nhất mạch thân phận, không tránh khỏi lại có một ít do dự, sau đó nói, Nhất Minh, người trong quá trình hấp thu âm sát khí, nếu như là cảm thấy có nguy hiểm liền lập tức dừng tay, ngàn vạn lần không được cố sức. Hạ Nhất Minh bật cười khanh khách nói, tiền bối, Trương huynh trong cơ thể âm sát khí
chẳng lẽ còn có thể so với âm khí của đỉnh núi Quỷ Khốc Lĩnh sao? Hắc Đồng và Kim Chiến Dịch đồng thời sắc mặt đại biến đổi. Kim Chiến Dịch lạnh lùng nói, Hạ huynh, ngươi đi qua cấm địa Quỷ Khốc Lĩnh sao? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, ta trong lúc vô ý xâm nhập qua một lần, nơi đó thiên địa khí nồng nặc không thể tưởng tượng được. Nếu như không có con cự mãng kia chiếm cứ, tuyệt đối là một địa điểm tu luyện tuyệt hảo. Sắc mặt của Hắc Lão Tổ càng xém đen lại, hắn kinh hô, ngươi từng thấy qua nó sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, vạn bối chỉ là xa xa nhìn thấy, liền lập tức rời đi, do nó còn đang ngủ, cho nên vẫn chưa phát hiện. Kim Chiến Dịch lại là không hiểu ra sao, nhìn hướng Hắc Đồng, hỏi, sư thúc, nó là ai vậy? Hắc Đồng do dự một chút nói, ngươi cũng đã tiến một bước thăng cấp lên tôn giả, cũng có tư cách biết chuyện của nó. Ở Quỷ Khốc Lĩnh trên đỉnh núi là địa bàn của vạn năm cự mãng. Nó là một trong những con linh thú do trời đất sinh ra, uy năng cường đại gần với thần thú. Kim Chiến Dịch ý nghĩ chuyển rất nhanh, nói, ngàn năm đại nạn. Hắc Đồng khẽ gật đầu nói, không sai, nó chính là đầu sỏ gây nên ngàn năm đại nạn. Kim Chiến Dịch chần chừ nói, sư thúc, nếu như mọi người đều biết việc này, vì sao không đem nó trừ bỏ, vĩnh viễn cắt đi hậu hoàn? Hắc Đồng tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, con cự mãng này trước đây là do đạo thần cố ý nuôi thả. Nếu như là không có nó, Quỷ Khốc Lĩnh đã tự động tan biến. Căn bản chính là không có cách nào dựa vào âm sát khí mà thu nhặt được mạnh mẽ thiên địa khí được. Với lại, hắn mặc dù không phải là thần thú, nhưng mà trải qua vạn năm tu luyện, khoảng cách thích thần thú cũng chỉ là một bước ngắn. Huống chi ở trong hoàn cảnh đặc biệt của Quỷ Khốc Lĩnh, thực lực của nó có thể phát huy tối đa, ngang bằng với thần thú. Dù cho là gia chủ đại nhân và mấy vị kia hợp tác, không trả giá quá nặng nề cũng đừng hòng đem nó đánh chết. Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch giờ mới hiểu được, cự mãng tuy là đầu sỏ của ngàn năm đại nạn, nhưng sự tồn tại của Quỷ Khốc Lĩnh cũng là công lao của nó. Cho dù muốn giết chết nó, chỉ sợ tổn thất không phải là nhỏ đâu. Hắc Đồng xúc động thở dài một hơi nói, có thể tận mắt thấy nó, còn có thể toàn thân mà lui ra. Nhất Minh, ngươi thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, không phải là do ta mạng lớn, mà phải là nhờ đại phúc của Bảo Trư cùng với lai lịch thần bí của nó. Nếu không như thế, hắn làm sao có thể thuận lợi rời đi Quỷ Khốc Lĩnh chứ? Hai tay hơi nhún, Hạ Nhất Minh nói, tiền bối, Trương huynh đang ở bên trong phải không? Hắc Đồng trinh trong gật đầu, đã biết Hạ Nhất Minh ngay cả đỉnh núi cũng từng đi qua, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, trong lòng hắn điểm lo lắng ngay lập tức tan biến. Đem Hạ Nhất Minh hai người mang vào bên trong nhà, bọn họ liếc mắt đã thấy được Trương Trọng Cẩn đang nằm trên một cái giường đá. Tuy còn chưa đi tới gần giường đá, đã cảm thấy một trận lạnh thấu xương xuất hiện. Hạ Nhất Minh ánh mắt ở trên giường đá nhìn lướt qua, cố hàn ý này dĩ nhiên là từ giường đá phát ra. Trong trí nhớ của hắn, Trương Trọng Cẩn đã thay đổi quá nhiều. Giờ phút này, cơ thể của hắn rõ ràng gầy đi một vòng, đặc biệt là hai gò má giống như muốn lòi ra ngoài. Nếu như không phải trước đây biết hắn, Hạ Nhất Minh thật đúng là sẽ không thể nhận ra. Hắc Đồng nhìn về phía người đệ tử của mình, trong mắt lại xuất hiện một nỗi thương tâm, chua xót không thể tả. Lấy bản thân hắn là một luyện dược sư, lại là cấp bậc tôn giả, chế tạo ra đan dược nhằm hạn chế âm sát khí xâm nhập cơ thể, thuộc lại đứng đầu trên đại lục. Mà bản thân Trương Trọng Cẩn cũng được chính thân lão truyền thụ cho một loại công pháp đặc biệt, vốn nghĩ sẽ đủ khả năng chống đỡ được dòng âm sát khí trong Quỷ Khốc Lĩnh. Nhưng đời nào ai biết được chữ ngờ. Lần này lão do căn cứ lời nói của Kim Sư Điệt và Ngụy Sư Điệt mới biết rằng trong Quỷ Khốc Lĩnh âm sát khí đặc biệt lợi hại và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Số người dấn thân vào bên trong biến thành kẻ điên thật sự vượt xa so với trước kia. Đó cũng là vì lý do mà Trọng Cẩn cũng không thoát khỏi số phận đó. Khẽ chuyển ánh mắt, lập tức Hạ Nhất Minh đã khẳng định trong lòng, tất cả điều này cùng với bọn người Hắc Huyết chắc chắn là có quan hệ. Ở hoàn cảnh trong Quỷ Khốc Lĩnh, mỗi một lần xuất hiện một người điên thì đó cũng chính là một lần làm cho người khác nhìn thấy sẽ nảy sinh ra một loại áp lực tâm lý nặng nề. Cho dù là người có ý chí kiên định cũng sẽ nhịn không được mà suy nghĩ, phải chăng kẻ kế tiếp chính là mình. Mà đây là một việc tối kỵ trong Quỷ Khốc Lĩnh, chỉ cần tâm không định lập tức sẽ xuất hiện tâm ma ngay. Đây cũng là một phản ứng dây chuyền, hơn nữa số người bị điên càng nhiều thì nó sẽ càng diễn ra mạnh mẽ. Nếu như không có sự kiện đám người Hắc Huyết làm cho hơn 9 người bị điên, âm sát khí cũng vì đó mà tăng theo,
như vậy số người bị tâm ma xâm chiếm sẽ có thể giảm bớt. Hắn định mở miệng nói nguyên nhân, nhưng cuối cùng vẫn không có đem hành động đáng nghề Hắc Huyết nói ra. Tiến lên vài bước, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Trương Trọng Cẩn xem mạch đập như thế nào. Hắn do học tập luyện đan dược, cho nên đối với y dược cũng có một chút hiểu biết. Mặc dù không thể cùng Hắc Đồng so sánh với nhau, nhưng sử dụng chân khí để nghe mạch hắn, thì hắn vẫn có thể vận dụng thành thạo. Chân khí của Hạ Nhất Minh sau khi được thả ra, liền lập tức xâm nhập vào bên trong thân thể Trương Trọng Cẩn quan sát khắp một lượt, đôi chân mày hắn khẽ nhíu lại. Ở bên trong cơ thể của hắn, não bộ và phủ tạng là nơi chiếm cứ của một ít âm sát khí, mà càng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy khó giải quyết nhất là những tia âm sát khí dường như đã cùng chân khí kinh mạch bên trong hòa làm một chỗ. Dưới tình huống như vậy, muốn đem âm sát khí bức bách ra ngoài, khả năng quả thật chính là một con số không to tướng. Tuy nhiên sau một lát suy nghĩ, hắn nhận thấy nếu sự việc này khó giải quyết đến như thế, thì Hắc Tôn Già cũng sẽ không dám kêu hắn mạo hiểm như vậy. Không những là sẽ không cứu được tính mạng của Trương Trọng Cẩn, mà công sức của Hạ Nhất Minh cũng sẽ như vậy mà bị uổng phí. Ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh sắc mặt uy nghiêm, nói: "Tiền bối, ván bối nguyện cố gắng thử một lần, nhưng nếu là không có cách nào đem âm sát khí hút ra, thì ván bối cũng sẽ đành bất lực mà thôi." Hắc Đồng than nhẹ một tiếng nói: "Thực ra, Lão Phu đã sử dụng rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn như cũ không có gì tiến triển. Nhờ ngươi ra tay cũng chỉ là một sự hy vọng, ngươi chỉ cần một mực làm hết sức, còn thành công hay không, tất cả chỉ mong vào số phận của Trương Trọng Cẩn mà thôi." Trong âm thanh của ông ta mang theo một vẻ chua xót, nhưng Hạ Nhất Minh biết chỉ cần có một chút hy vọng, ông ta đều sẽ tìm mọi cách cứu chữa cho Trương Trọng Cẩn. Đem Trương Trọng Cẩn chuyển qua một chiếc giường đá bình thường, Hạ Nhất Minh áp sát hai bàn tay vào trên lưng hắn, một tia chân khí chậm chạp tiến vào kinh mạch bên trong. Sau một lát, Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra một chút bất thường. Giờ phút này, trong cơ thể Trương Trọng Cẩn, âm sát khí dường như so với vừa rồi sinh động hơn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu xu thế lan tràn hướng ra bốn phía. Hạ Nhất Minh ngay lập tức nghĩ tới chiếc giường đá bằng băng kia. Vật ấy thật sự là một bảo bối, chính là bởi vì khí lạnh mà nó tỏa ra, cho nên mới đem âm sát khí khống chế, không cho phát triển và lan tràn. Trong lòng hắn thầm than, Linh Tiêu Bảo Điện quả nhiên là danh bất hư truyền, bảo vật thật nhiều không kể xiết. Đừng nói là Hoành Sơn Nhất Mạch, chỉ sợ ngay cả Thiên Chỉ Chủ Mạch cũng không thể so sánh với họ về điểm này. Thu lại tâm thần, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ tinh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, bắt đầu tiến vào thân thể của Trương Trọng Cẩn. Ở Tây Bắc lúc trước, hắn đã từng giúp cho nhiều người gia trì kinh mạch để tấn công lên tiên thiên cấp bậc, cho nên Hạ Nhất Minh cũng có được một số kinh nghiệm nhất định. Việc đem chân khí xâm nhập vào thân thể của đối phương đối với hắn cũng không có khó khăn gì. Duy chỉ có một điều là bây giờ thân thể của Trương Trọng Cẩn quá suy yếu, Hạ Nhất Minh cũng không dám chuyển quá nhiều hoặc quá nhanh chân khí, mà là dùng chân khí chậm rãi tiến vào. Hơn nữa cũng không ngừng thả ra mọc hệ chân khí củng cố lại kinh mạch đang héo úa của Trương Trọng Cẩn. Hạ Nhất Minh chân khí vô cùng mạnh mẽ, mặc dù vẫn chưa ngưng tụ được mộc chi hoa, nhưng hắn dù sao cũng là một vị tôn giả, chân khí hùng hậu không có gì sánh kịp. Cho nên khi đem mộc hệ chân khí phát huy ra tác dụng, Trương Trọng Cẩn sắc mặt lúc ban đầu tái nhợt, sau một khắc đã trở nên hồng hào có sinh lực hơn. Hắc Đồng ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Trọng Cẩn, gặp được một màn này, trong lòng của hắn bớt đi cảm giác bất an. Biết chân khí của Hạ Nhất Minh cũng không bị thân thể của Trương Trọng Cẩn bài xích, kể từ đó khả năng thành công cũng có thể hơi lớn một chút. Chân khí chậm chạp đi về phía trước, đầu tiên đi tới trước ngực của hắn. So sánh với phủ tạng, âm sát khí trong não bộ vẫn tương đối nguy hiểm. Hạ Nhất Minh cũng không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên không dám lập tức tiến vào khu vực này. Khi Hạ Nhất Minh chân khí tới giữa ngực, dần dần tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng bên trong, cuối cùng cũng tiếp xúc với luồng âm sát khí. Đây là một luồng khí lạnh mang khí tức mạnh mẽ, mà khi chân khí Hạ Nhất Minh tiếp xúc mang lại cho hắn cảm giác âm u lạnh lẽo. Nhưng mà loại cảm giác này vẹn vẹn chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, sau đó đã bị đan điển của hắn dễ như trở bàn tay đem đi tiêu hóa hết. Nếu như so sánh âm sát khí trong cơ thể Trương Trọng Cẩn với Quỷ Khốc Lĩnh, thì trong người của hắn nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều hơn so với vòng ngoài của Quỷ Khốc Lĩnh mà thôi. Chứ nếu cùng khu vực cấm địa mà so sánh thì thật sự không đáng kể là mấy. Mà Hạ Nhất Minh lại có thể ở trong đó hơn 2 ngày liền, còn không mang đến cho hắn một chút tổn thương gì, thì nguồn sát khí này thực sự không phải là vấn đề lớn. Chỉ là muốn đem những luồng âm sát khí này dẫn ra,
đó lại không phải là một sự tình đơn giản. Hạ Nhất Minh giữa đôi lông mày hơi nhíu lại. Mộc hệ chân khí mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà bên trong lại tràn ngập không khí chết chóc, không có nhiều lắm khí tức sống, cũng giống như khi mộc hệ của hắn tiếp xúc trong quỷ khốc lĩnh vậy. Căn bản chính là không cách nào khắc chế được nó. Cả hai dường như bài xích nhau rất kịch liệt. Trong lòng suy nghĩ chuyển chuyển, Hạ Nhất Minh phát ra chân khí thuộc tính, trong nháy mắt có thay đổi. Trong ngũ hành chân khí, nếu như lấy trị liệu hiệu quả mà nói, tốt nhất tự nhiên là mộc hệ chân khí, mà theo sát sau nó chính là thủy hệ chân khí. Những hệ còn lại tuy cũng có thể dùng trị liệu, dưới sự vận dụng của cao thủ mặc dù cũng có thể phát huy ra uy năng trị liệu hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối không có cách nào cùng mộc và thủy hệ so sánh. Miễn cưỡng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, không thể nào bằng được việc tự nhiên hình thành đặc tính của nó. Mộc hệ chân khí đã vô dụng, Hạ Nhất Minh tự nhiên là lựa chọn thủy hệ chân khí. Vẹn vẹn chỉ trong vòng một nhịp thở, chân khí đang di chuyển trong người Trương Trọng Cẩn liền trở thành thủy hệ cuồn cuộn lan khắp toàn thân. Ở trong cơ thể của đối phương mà vận hành chân khí, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải rất cẩn thận, đem chân khí khống chế đến mức an toàn nhất có thể. Dù sao điều này cũng không phải là việc cùng người khác liều mạng quyết đấu, mà là cứu sống người. Thủy hệ chân khí mặc dù cũng có lực sinh tồn mạnh mẽ, nhưng mà cùng mộc hệ chân khí rõ ràng bất đồng. Âm sát khí cũng không phải vô cùng bài xích thủy hệ chân khí, ngược lại nó có một sự liên hệ kỳ dị. Dưới sự phát hiện này ngay lập tức làm cho Hạ Nhất Minh hết sức vui mừng. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới mối quan hệ của việc nhất hệ tụ đỉnh của Bắc Cung. Cùng ngũ hành tụ đỉnh đồng dạng, nhất mạch tụ đỉnh cũng có chỗ hiếm thấy. Hơn nữa nó còn tập trung uy lực, tinh thần của tôn giả trên một loại hệ lực duy nhất. Ở phương thức này, thủy hệ chân khí nhìn như một loại lực lượng, nhưng mà trải qua kỳ dị biến hóa, lại có thể từ một chi hoa có thể biến thành ba loại chi hoa bất đồng, trở thành tam hoa tụ đỉnh, chứng thật là diệu dụng vô song. Quá lạnh thì hóa băng, bình thường thì hóa thủy, quá nóng thì hóa sương mù, đây chính là chỗ thần bí của nhất mạch tụ đỉnh. Mặc dù sương mù trong quỷ khốc lĩnh cũng không phải do quá nóng gây ra, nhưng mà cùng thủy hệ lại không thể nào thoát khỏi mối quan hệ. Sau khi sử dụng thủy hệ công pháp, ít nhất sẽ không bị âm sát khí mãnh liệt bài xích. Hạ Nhất Minh yên tĩnh quyết tâm, hắn cũng không có thử chủ xuất âm sát khí, mà là bắt đầu chậm rãi thử hấp thu. Bởi vì hắn biết, ngay cả Hắc Đồng tôn giả đều không làm được, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Thủy hệ trong phương diện lực lượng bắt đầu chậm rãi phát ra một loại lực hút. Ở loại lực hút kỳ dị này, âm sát khí quả nhiên là hướng phía thủy hệ ầm ầm xâm nhập ngược về phía Hạ Nhất Minh. Đây chính là bản năng của âm sát khí, chúng muốn thông qua phương thức này để không ngừng mở rộng phạm vi của chính mình, thậm chí còn muốn thông qua chân khí dẫn dắt tiến vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh lại là một kẻ mà bất kỳ lực lượng nào đến hắn cũng không có cự tuyệt, đem những luồng âm sát khí này không dư thừa đến một giọt, tất cả đều tống vào cái miệng tham lam của đan điền. Thủy hệ lực hút tương đối có hạn, khi đạt tới trạng thái nhất định, luồng âm sát khí cũng không thông qua đó mà chuyển vào thân thể Hạ Nhất Minh nữa. Hắn cười khổ không thôi, nếu như là ngay cả thủy hệ lực lượng cũng không cách nào đem những âm sát khí hấp thu, hắn cũng đành bất lực thúc thủ mà thôi. Suy nghĩ chợt lóe lên, trong đan điền Hạ Nhất Minh lần thứ hai dâng lên một loại lực lượng. Đây là phong lực lượng, mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng mà khi luồng lực lượng này tiến vào trong thân thể Trương Trọng Cẩn, liền ở trung tâm thủy hệ lực lượng chậm rãi xoay tròn. Biến hóa này vừa bắt đầu còn không có hiệu quả gì, nhưng mà chỉ sau một nén nhang, ở bên trong kinh mạch Trương Trọng Cẩn, thủy lực cùng phong lực hoàn toàn dung hợp lại, hơn nữa hình thành từng vòng xoáy nho nhỏ. Những vòng xoáy này chỗ nào cũng có, chúng giống như một đám tinh linh vui vẻ, ở trong kinh mạch tất cả đều xoay tròn. Những luồng âm sát khí sau khi gặp được những vòng xoáy nhỏ, liền ngay lập tức không chút lưu tình bị hút vào trong đó. Rất nhanh, đến ngay cả âm sát khí ngoan cố nhất đang chống cự không ngừng, tất cả đều bị hút sạch sẽ, sương mù màu đen trong một khắc thời gian đều đã tan biến. Hạ Nhất Minh trong lòng cũng nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu tới cực điểm. Đặc biệt, sau khi đem tất cả âm sát khí từ tiểu vòng xoáy trở về đan điền, càng làm cho hắn xảy ra một loại biến hóa khác lạ. Ở trong đan điền của hắn, vốn là một mảnh hỗn độn tựa như một cái hắc độc, tất cả lực lượng tiến tới gần nó đều sẽ bị tan biến. Duy nhất không thể chịu ảnh hưởng của nó cũng chỉ có bảo tháp lực và ngũ hành hoàn mà thôi. Nhưng mà lần này lại xuất hiện thêm một loại lực lượng mới. Đó chính là lực lượng của tiểu lốc xoáy, bao hàm trong đó có cả âm sát khí, không bị tan biến hay biến đổi, mà là hòa hợp với lực lượng hỗn độn trong đan điền,
tạo thành một không gian xoáy, chậm rãi hấp thu chân khí trong đan điền. Ở một mảnh hỗn độn này, sự xuất hiện của nó thực sự quá đột ngột. Hạ Nhất Minh do dự một lúc lâu, cuối cùng vứt bỏ suy nghĩ về tiểu vòng xoáy đi. Có thể có được hỗn độn đan điển cho phép tồn tại, luồng lực lượng này nhất định là không phải đơn giản như vậy. Tuy vậy, Hạ Nhất Minh cũng không nỡ cứ như vậy bỏ qua cho nó không dùng đến, bởi vì đây có lẽ là biện pháp duy nhất, cho nên vẫn tiếp tục sử dụng nó tiến vào thân thể Trương Trọng Cần. Chân khí tiếp tục vận dụng, những tiểu vòng xoáy cũng có chút lạ lùng. Đối với kinh mạch, không những không có bất luận dấu hiệu phá hoại, ngược lại còn có năng lực tu bổ, nhưng ngược lại đối với âm sát khí, nó lại không lưu tình đem tất cả toàn bộ hấp thu. Sau một canh giờ, Hà Nhất Minh thở dài ra một hơi, đem bàn tay đang đặt trên lưng Trương Trọng Cẩn thu về. Sau khi Hạ Nhất Minh thu hồi chân khí về, thân thể Trương Trọng Cẩn như mất đi chỗ dựa, đột nhiên ngã sang một bên. Nhưng do Hạ Nhất Minh đã có sự chuẩn bị trước, cổ tay vừa thu hồi lực xong liền nhẹ nhàng vòng sang bên cạnh, ngay lập tức đón đỡ thân thể của hắn. Tuy nhiên có một bàn tay so với tốc độ của Hạ Nhất Minh còn nhanh hơn. Cùng lúc bàn tay của hắn sắp chạm vào người Trương Trọng Cẩn, thì Hắc Đồng đã nhanh chóng bế cả thân thể của hắn lên. Hắc Tôn Giả đem chân khí truyền vào trong cơ thể đệ tử của mình để quan sát, lập tức nhận ra âm sát khí đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ là bên trong lục phủ ngũ tạng, mà ngay cả não bộ, khu vực nguy hiểm nhất cũng đã được khu trừ sạch sẽ. Đến tận đây, trong lòng của hắn mới thực sự được thả lỏng xuống. Nhất Minh, cảm ơn. Hắc Đồng ngữ khí đầy cảm kích nói. Hạ Nhất Minh khẽ khát tay nói. Ngài quá khách sáo rồi. Chuyện này với ta mà nói cũng giống như nhấc tay một cái mà thôi. Nếu muốn nói cảm tạ, thì phải cảm tạ ngài như thế nào đây chứ? Hắc Đồng mỉm cười. Tuy không muốn nói tiếp, nhưng ở trong lòng của lão đối với Hạ Nhất Minh, thái độ thật sự có biến chuyển rất lớn. Nếu nói trước kia, lão đối xử với hắn chỉ bởi nhìn chúng thiên phú mạnh mẽ của hắn mà thôi, cho nên mới truyền thừa phương pháp luyện đan để cho luyện đan dược của lão mai sau không bị mai một đi. Nhưng từ lúc này, trong lòng của lão đã thực sự đem Hạ Nhất Minh giống như Trương Trọng Cẩn, đều là ruột thịt của chính mình. Do chính có tâm lý như vậy, nên khi Hắc Đồng nghe Hạ Nhất Minh nói như thế, hắn mới không cần trả lời, lập tức đã chấp nhận lời nói đó. Kim Chiến Dịch tiến lên một bước, vui vẻ nói, chúc mừng sư thúc, chúc mừng Hạ huynh đệ. Hắc Đồng cười lớn một tiếng, đem Trương Trọng Cẩn thu xếp nằm trong một phòng khác, hơn nữa còn gọi một tên vạn bối của gia tộc Trương gia tới chiếu cố. Sau đó hắn quay trở lại nói, Nhất Minh, ngươi bây giờ đã thăng cấp tôn giả, lão phu ngày sau cũng có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ rồi. Hạ Nhất Minh sắc mặt hơi đỏ, đối mặt với đám người cao vĩ lượng, hắn có thể yên tâm thoải mái sửa đổi cách xưng hô, nhưng mà với Hắc Đồng lão nhân ra, hắn cũng có chút ngại ngùng khó xử. Hắc Đồng bật cười khanh khách nói, trên con đường võ đạo, đó là cường giả vi tôn, ngươi đã đạt đến cảnh giới này, cho nên mới có địa vị ngày hôm nay. Không cần lè mè sẽ làm cho người khác xem thường đó. Hạ Nhất Minh trong lòng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nói, Hách huynh, Nhất Minh có một chuyện muốn nhờ. Hắc Đồng nhướng mày nói, có chuyện gì thì cứ nói, nếu như là lão phu có thể làm được, nhất định sẽ tận tình giúp ngươi làm cho thỏa đáng. Nếu như là làm không được, cho dù là phải đem cái khuôn mặt già nua này đi, cũng sẽ xem tung chủ đại nhân giúp ngươi hoàn thành. Sau khi Hạ Nhất Minh cứu chữa cho Trương Trọng Cẩn, lão nhân ra ông ta nhìn về phía Hạ Nhất Minh càng xem càng thuận mắt. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, không dám làm phiền tông chủ đại nhân, ta chỉ là muốn hỏi một chút, trong quý phái phải chăng có người tinh thông chữ viết phương Tây? Hắc Đồng không chút do dự nói, đương nhiên là có, với lại là không ít, ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ Nhất Minh đối với cái này không hề làm lấy ngạc nhiên, ở trong tòa thành thị này có trên 100 vạn người, tự nhiên là loại người gì cũng đều có. Muốn tìm một người tinh thông chữ viết phương Tây chắc chắn là hết sức dễ dàng. Từ trong lòng lấy ra một quyển sách thật dày, Hạ Nhất Minh nói, tài hạ muốn xin người đem chữ viết trên quyển sách này phiên dịch ra đại thân ngôn ngữ. Hắc Đồng nhận lấy, nhìn cũng không nhìn đã nhét vào trong tay Kim Chiến Dịch, sau đó nói, đây là việc nhỏ, Kim Sư Điệt, lão phu giao phó cho người. Kim Chiến Dịch cười ha ha, sư thúc yên tâm, trong vòng 3 ngày cam đoan nó sẽ được hoàn thành. Hạ Nhất Minh giật mình, hồ nghi nhìn hắn vài lần. Kim Chiến Dịch hãnh diện nói, Hạ huynh đệ, Kim mỗ ta ở phương Tây cũng hơn vài năm,
đối với chữ viết của bọn hắn coi như là tương đối hiểu rõ. Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ ót mình một cái, sực nhớ ra Kim Chiến Dịch đã từng ở phương Tây khắp nơi khiêu chiến, đối với chữ viết này tự nhiên sẽ không lạ lắm. Hướng về Kim Chiến Dịch hơi gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh quay người hướng về Hách Đồng hành lễ nói: Tài Hà còn muốn ở Linh Tiêu Bảo Điện tàng thư xem một vài tư liệu trong mấy ngày, không biết việc đó có khó khăn hay không. Hách Đồng cười tủm tỉm nói: Đó cũng là việc nhỏ, người đã thăng cấp tôn giả, lại là Tây Bắc Thiên Chỉ Môn hạ, ban đầu tự nhiên là có tư cách này. Hắn dừng một chút nói: Ngày mai Lão Phu sẽ đi đến đó, tự mình dàn dọn một lần, đảm bảo cho ngươi có thể đọc được tất cả tàng thư. Hạ Nhất Minh đại hỉ, lập tức là khom người nói lời cảm ơn. Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch hai người cáo từ rời đi. Hắc Đồng mặc dù không nỡ để cho bọn họ đi như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn còn lo lắng cho tình trạng vết thương của Trương Trọng Cẩn, tự nhiên sẽ không giữ lại để cho cả hai người bọn họ rời khỏi. Sau khi về tới nơi ở của Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài, sau đó nói: Kim huynh, đệ vừa rồi hao tổn không ít chân khí, cho nên xin cáo từ trước. Theo sau, trong tay hắn đã xuất hiện quyển sách kia. Huynh đem quyển sách này che cứu dùm đệ. Kim Chiến Dịch tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, cầm lấy quyển sách trên tay, tùy ý lật xem vài cái, vẻ mặt không tránh khỏi uy nghiêm lên. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: Có gì không ổn sao? Kim Chiến Dịch lắc đầu nói: Hạ huynh, cuốn sách quý này của ngươi là từ đâu mà có? Hạ Nhất Minh hai mắt sáng ngời nói: Đây thật sự là một quyển sách quý sao? Kim Chiến Dịch trịnh trọng nói: Đây quả thật là một quyển sách về võ đạo, hơn nữa còn là một loại bất truyền của Tây Phương Giáo Hội. Hạ Nhất Minh mừng rỡ trong lòng, quyển sách này chính là do hắn lục soát từ thân thể của Gabi mà có, nhưng đáng tiếc là nội dung bên trong đều là chữ viết phương Tây. Đối với Hạ Nhất Minh thì một chữ bẻ đôi hắn cũng không biết, cho nên cũng không biết nó là loại sách gì. Lúc đầu trong lòng hắn còn đang hoài nghi, nếu như nội dung trong quyển sách vẹn vẹn chỉ là giới thiệu về sơn cảnh thủy tình hoặc là chuyện sắc hiệp, hắn thật sự sẽ hơi chút xấu hổ à. May mắn Kim Chiến Dịch một mực chắc chắn đây là quyển sách võ đạo của Tây Phương, trong lòng của hắn ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Mỉm cười, Hạ Nhất Minh nói: Cuốn sách này là ta có được ở trong quỷ khốc lĩnh nhặt được. Từ trong quỷ khốc lĩnh nhặt được sao? Kim Chiến Dịch hổ nghi hỏi, hắn vẻ mặt tràn đầy sự không tin. Hạ Nhất Minh gật đầu nói: Ta ở trên một thi thể mà nhặt được nó. Kim Chiến Dịch đôi chân mày nhướng lên, ngay lập tức thoải mái. Hắn còn tưởng rằng Hạ Nhất Minh tìm được quyển sách trên của một kẻ điên đã chết nào đó, nhưng hắn lại không biết Hạ Nhất Minh chứng thực là từ trên xác người chết mà nhặt được. Tuy nhiên đó không phải là một kẻ điên, mà chính là một vị phương Tây tôn giả. Kim Chiến Dịch lần thứ hai lật xem một chút, rồi sau đó nói: Cuốn sách này bên trong dường như là giảng thuật một loại công pháp thần kỳ nào đó, nhưng mà võ đạo phương Tây và phương Đông của chúng ta quả thực rất khác xa nhau, căn bản chính là rất khó để mà tu luyện, cho nên Hạ huynh không nên kỳ vọng quá lớn. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu nói: Chúng ta hai bên võ đạo tu luyện mặc dù có điều bất đồng, nhưng cho dù là như thế nào cũng có thể tìm được những điểm tương đồng mà sử dụng cho bản thân. Kim Chiến Dịch hơi trầm ngâm, cũng gật đầu đồng ý. Nếu như là trước khi thăng cấp tôn giả, tự nhiên là không thể quá mức phân tâm, nhưng sau khi đã trở thành tôn giả, tình huống như vậy thật sự có thể châm trước được. Suy luận, có đôi khi còn có thể mang đến một bước đột phá. Sau khi hai người chia tay, Kim Chiến Dịch tự nhiên đi lo công việc chuyển ngữ, còn Hạ Nhất Minh thì về tới phòng nghỉ. Hắn quan sát bốn phía một chút, cách bày biện nơi này cùng trước khi hắn rời đi một tháng, căn bản chính là không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là xung quanh vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là hàng ngày luôn luôn có người dọn dẹp. Hạ Nhất Minh trong lòng ấm áp, lại nổi dậy một chút cảm giác nhớ nhà. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, thu lại tâm thần, chậm rãi đem tất cả ý nghĩ tiến vào ở trong đan điền. Ở nơi này vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn, nhưng giờ phút này lại có ba loại bất đồng lực lượng tồn tại. Một cái lấp lánh năm loại ánh sáng, tự nhiên là ngũ hành hoàn. Một cái khác là sự tồn tại của lực lượng thần bí bảo tháp lực. Còn loại thứ ba là lực lượng, chính là thứ mà Hạ Nhất Minh hút ra từ trong thân thể Trương Trọng Cẩn, âm sát khí. Ban đầu âm sát khí vừa tiến vào đan điền đã hóa thành hư ảo, chuyển hóa chân khí mà bất cứ lúc nào Hạ Nhất Minh cũng có thể dùng được. Nhưng từ khi âm sát khí cùng phong thủy lực kết hợp thành vòng xoáy, ngay lập tức đã xảy ra dị biến, trở thành một loại lực lượng kỳ bí có thể sinh tồn trong hỗn độn đan điền. Đương nhiên,
luồng lực lượng này hiện nay còn vô cùng yếu kém. Đừng nói là cùng ngũ hành hoàn so sánh, cho dù cùng một chút lực lượng bảo tháp lực mà Hạ Nhất Minh vừa hấp thu so sánh, cũng là xa xa không bằng. Duy chỉ có điều là Hạ Nhất Minh có thể mơ hồ cảm giác được luồng lực lượng này đang chậm chạp hút chân khí từ trong đan điền, hơn nữa còn chậm rãi mở rộng lực lượng của bản thân. Hạ Nhất Minh có một tia dự cảm, chỉ cần loại lực lượng này không ngừng gia tăng thực lực, như vậy cuối cùng có một ngày nó có thể đạt tới một trạng thái vô cùng mạnh mẽ, dù cho là so với ngũ hành hoàn cũng sẽ không kém. Thần niệm tiếp tục tiến sâu, rốt cục triệt để tiến vào lực lượng bên trong của vòng xoáy. Sau một khắc, Hạ Nhất Minh dường như cảm thấy trước tầm mắt của hắn, vòng xoáy trong nháy mắt liền biến thành vô số tiểu lốc xoáy. Hắn nào nào ngay lập tức hiểu, hình thành nên vòng xoáy lực lượng chính là vô cùng vô tận tiểu lốc xoáy. Những tiểu lốc xoáy mặc dù là ở các vị trí khác nhau, nhưng về tốc độ, tần suất, phương hướng, tính năng bài xích ngoại lực đều giống nhau, không có một sự khác biệt, giống như tất cả là một thể, rồi từ một thể này tạo ra vô số hư ảnh vậy. Cho nên bọn nó mới có thể hình thành một vòng xoáy to lớn, hơn nữa ở bên trong hỗn độn đan điền tham lam như vậy mà còn có thể sinh tồn. Hạ Nhất Minh ý niệm tiếp tục xem xét qua vô số tiểu vòng xoáy này, từ từ hắn quan sát tới vùng ngoài của lốc xoáy. Điều làm cho hắn kinh ngạc đó là bên vùng ngoài của lốc xoáy này đột ngột sinh ra tiểu vòng xoáy mới. Tuy nhiên, vòng xoáy vừa mới sinh ra vẫn còn yếu ớt, giống như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng sau khi nó xoáy tròn vài vòng, thì một loại lực lượng được rót vào trong nó, trợ giúp nó nhanh chóng ổn định. Tựa như một người mẹ cung cấp dinh dưỡng cho đứa con khôn lớn. Rất nhanh, nó cũng đã thành công hòa hợp vào cùng toàn bộ vòng xoáy, tiến vào quỹ đạo của riêng mình, hòa với sự chuyển động chung của tất cả vòng xoáy còn lại. Hạ Nhất Minh trong lòng càng tò mò, hắn ở nơi này quan sát một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, vòng xoáy bên vùng ngoài đã không ngừng sản sinh những vòng xoáy mới, mà những vòng xoáy này dùng một phương thức đặc biệt nào đó để hòa hợp cùng với đại gia đình của vòng xoáy bên trong. Tốc độ của quá trình này có lẽ không hề nhanh chóng, nhưng ưu điểm của nó là di động liên tục, quần quần không ngừng nghỉ. Mà khi hắn rời khỏi đại vòng xoáy, lại phát hiện, bất kể tiểu vòng xoáy gia tăng bao nhiêu, cũng không có đối với thể tích đại vòng xoáy tạo thành bất cứ cái gì ảnh hưởng. Nó từ đầu đến cuối đều nhỏ như vậy, căn bản chính là không thấy một chút biến hóa. Do dự xong một lúc, Hạ Nhất Minh lại không phát hiện ra cái gì khác lạ nữa. Hắn cuối cùng đem tâm thần thu trở về, lặng lẽ suy nghĩ, trong lòng xuất hiện một chút mịt mà khó hiểu. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.